Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm tổng kết công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, cuộc bầu cử trên địa bàn quận đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác, thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đúng quy trình, tiến độ thời gian quy định của pháp luật. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri ở nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện bình đẳng, dân chủ, công bằng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức triển khai hiệu quả, góp phần vào thành công cuộc bầu cử. Tại hội nghị, các phường trên địa bàn quận đã tham gia đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19, góp thêm nguồn lực cho quỹ vaccine, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.